Chị Nguyệt Thảo Mai trở lại màn ảnh sau hơn 21 năm vắng bóng, được làm vợ của ông trùm, đi casting chơi ai ngờ được chọn. Em đã làm gì có người yêu? Em đã sợ ế đi này. Thông tin diễn viên Hà Hương quay trở lại với hoạt động nghệ thuật khi tái xuất màn ảnh nhỏ trong vai vợ ông trùm phim Bão Ngầm khiến khán giả vô cùng bất ngờ. Đây là vai diễn đánh dấu màn comeback của cô sau khi Nguyệt Thảo Mai bỗng nhiên hot trần trời trên mạng xã hội và nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả. Nhắc về Nguyệt Thảo Mai, đây là nhân vật trong phim Phía Trước Là Bầu Trời được diễn viên Hà Hương thủ vai, phát sóng vào năm 2001. Những phân đoạn của phim có liên quan đến Nguyệt được cư dân mạng đào lại đã gây sốt trên các nền tảng mạng xã hội với thần thái giả nai, những câu nói lấy lòng. Nhân vật Nguyệt lập tức viral với giới trẻ, dư âm còn động lại đến tận bây giờ. Sau hơn 2 thập kỷ vắng bóng trên màn ảnh, chị Nguyệt Thảo Mai đã quay trở lại với vai Xuân mẫu hậu. Đây là một vai nhỏ trong bộ phim mà cô được chọn để thể hiện. Nói về lý do trở lại sự nghiệp diễn xuất, Hà Hương chia sẻ, cơ duyên đưa cô trở lại hoạt động nghệ thuật thông qua lời mời của những người bạn. Một hôm, anh bạn thân thiết có gọi cho nữ diễn viên nói về dự án phim Bão Ngầm và chia sẻ các vai chính đều đã được chọn, chỉ còn vai vợ ông trùm, cảm thấy phù hợp nên ngỏ lời mời Hà Hương đi casting. Chị Nguyệt cũng thử là đi casting thử xem thế nào, nhưng sau buổi casting cô được hẹn ngày đi quay. Đây cũng là vai diễn rất phù hợp để diễn viên 8X cho phép mình quay trở lại với nhịp sống phim ảnh. Cũng nói thêm về lần trở lại này, nữ diễn viên Hà Hương cho biết mình đã nhận được nhiều sự ủng hộ của nhà sản xuất. Mọi người nói chuyện và chia sẻ với nữ diễn viên rất nhiều điều, khiến cô không còn bỡ ngỡ khi quay trở lại với trường quay. Nhưng cũng khá lâu mới đóng phim nên Hà Hương tự cảm thấy có chút áp lực. Người khác không gây áp lực, nhưng tôi lại tự gây áp lực cho mình. Khi gặp lại các anh chị, các em trong đoàn phim, mọi người khen Hà Hương chuyên nghiệp, nên tôi luôn cố gắng thật chuyên nghiệp từ bối cảnh hậu trường đến trên phim trường. Cô nghĩ mình phải tự chỉnh chu mỗi lần mình lên hình. Do vậy Hà Hương luôn phải chuẩn bị cho vai diễn và ghi nhớ từng điểm nhỏ nhất. Nói về vai vợ ông trùm trong phim, chị Nguyệt Thảo Mai tâm sự khi nhận được kịch bản, cô nhận thấy vai diễn này không quá khó về độ cảm. Bởi lẽ cô nghĩ người phụ nữ Việt Nam đều đa số đứng sau những thành công của người đàn ông và diễn viên Phía Trước Là Bầu Trời cho rằng đây là vai diễn không có quá nhiều đất diễn. Tuy nhiên đây lại là tuyến nhân vật không thể thiếu của bộ phim. Điều đáng nói lần trở lại màn ảnh sau hơn 21 năm vắng bóng, Hà Hương cảm thấy vui khi được ông xã và gia đình hết lòng động viên và ủng hộ. Chị Nguyệt thổ lộ, khi nhận bất kỳ vai diễn nào, bản thân đều trao đổi với ông xã và gia đình chồng để cân nhắc liệu quỹ thời gian của mình có phù hợp để thực hiện hay không. Tiết lộ về ý định quay lại nghiệp diễn, diễn viên Hà Hương cho biết cô luôn quan tâm vạn sự tùy duyên, bởi trước đó 20 năm diễn viên 8X cũng không hề nghĩ Phía Trước Là Bầu Trời sau khoảng thời gian dài lại có thể nổi đến thế. Vậy nên cô vẫn chờ đón sự may mắn tiếp theo đến với mình. Xuất thân là một nghệ sĩ múa ba lê, việc đến với nghiệp diễn của Hà Hương cũng hết sức tình cờ. Sau thành công của Phía Trước Là Bầu Trời, giờ đây nữ diễn viên gốc Hải Dương có một cuộc sống đầy đủ và viên mãn bên gia đình nhỏ của mình. Hy vọng sự trở lại lần này sẽ là cơ hội để nữ diễn viên có thể góp mặt ở những dự án phim khác trong tương lai. Nếu bạn cần tìm kiếm dữ liệu phim và đọc review bình luận, thì Thư Viện Phim Đan Wiki chắc chắn là nơi dành cho bạn.